em nói là anh đừng có nhắn tin, tối nay em đi ăn với bồ em. Thường thường ổng đi ăn với em thì ổng cũng biết em hay để cái điện thoại trên bàn á. Ừ. Thì ổng nhắn liên tục. Thằng bồ em thì nó hay ghen, nó thấy là nó chụp nó coi, nói là em khi nào em bỏ bài anh mới đến với em chứ không thôi anh không chấp nhận em đâu. Thì cũng quay về Việt Nam, thì lúc đó thì hai đứa chơi nhiều quá, nợ nần nợ nhiều, quay về một cái con số không, lại bị ổng lăng nhăng. Đó, lúc đó bắt dính thì lúc đó cảm thấy bị cú sốc quá lớn. Sao kỳ vậy Linh? Linh nói con thì mê gái dữ lắm chị ơi. Mỗi lần khi mà nhớ về cái đó thì em cảm thấy có lỗi với người kia rất nhiều, tại vì người tốt với mình quá. Nhưng mà em được may mắn thì sau này chồng em rất là thương em, thay đổi hoàn toàn, không có được như vậy nữa, không có bay bớm nữa. Và mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của đôi vợ chồng thứ nhất. Rồi, tôi đã nhận ra rồi. Nhận ra rồi phải không? Mời chị em. Đây, chắc có lẽ là quý vị cũng dễ dàng nhận ra đây là một cặp đôi rất là hot. Đặc biệt là các bạn trẻ, những bạn mà yêu thích TikTok thì chắc chắn là các bạn đã nhận ra cặp đôi này là ai rồi. Tuy nhiên đến với chương trình Vợ Chồng Son thì xin mời hai bạn ha, làm đúng thủ tục đó là giới thiệu về mình. Lời đầu tiên thì xin gửi lời chào tới chị Hồng Vân với anh Quốc Thuận cùng với tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lê Chí Linh. Em năm nay là 34 tuổi. 34. Và em đến từ Hà Tĩnh và em hiện tại đang làm về công việc về kinh doanh. Em xin chào chị Hồng Vân với anh Quốc Thuận và xin chào khán giả. Em tên Trịnh Thị Kim Ái. Em cũng 34 tuổi bằng tuổi Lê Chí Linh. Em đến từ Cà Mau. Trời ơi, một chàng trai ở Hà Tĩnh. Lấy cô vợ ở tận Cà Mau. Hai bạn làm sao gặp nhau? Cơ duyên nào? Ai để ý ai trước nào? Thôi bây giờ kể cho chương trình nghe đi. Em với vợ em gặp nhau lần đầu tiên là ở trong sông Bài. Ở trong sông Bài. Tại Marina Bay Sands. Thì lúc đó là vợ em đang cùng với mấy người bạn đang đánh ở cái bàn, trong cuối cùng bàn luôn. Thì lúc đó em đi qua em thấy dễ thương quá, xong em chạy lại em ngồi em chơi chung. Xong rồi bắt đầu em bắt chuyện làm quen. Thì lúc đó vợ em cũng không có chịu trả lời, chỉ có mấy người kia trả lời thôi. Thì em hỏi là bọn em ở Việt Nam hả? Mấy người bạn kia chỉ gật đầu thôi, còn vợ em thì không có trả lời. Ủa mà lý do gì sao mà em không trả lời? Tại vì em không thích thấy ổng, lúc đó ổng nhìn ổng dơ dơ vẫn bẩn á. Nhìn ổng dơ dơ vẫn bẩn á. Ủa lúc đó có tóc không? Hay sạch tóc? Lúc đó ổng có tóc, phải ổng không có tóc là bây giờ em quen rồi. Hồi đó ổng không có tóc mà nhìn nó có mấy cọng le que le que. Anh vậy là đẹp rồi, trong em ngày xưa xấu lắm. Hối đúng không? Hối dạ. Mà không chấp nhận. Đúng rồi. Mà ổng lúc nào cũng mặc kiểu mà áo sơ mi á, sọc á, lúc nào cũng ăn cani, nhìn ổng già lắm. Em tưởng đó ổng là người India. À, tưởng đó hả? Tại vì em không thích người India, người India hay bị hôi nách á. Em không có thích lại người tại vì em nghe cái mùi đó em sợ, em không dám ăn hành tới giờ. Cho nên em bị sợ. Sợ, nhưng xong mà cái ngày đó thắng thua nào? Không, bữa đó là chưa thua cho nên em mới mượn tiền ảnh. Ảnh là cái bữa đó tiền. Là ngay bữa đầu tiên luôn. Dạ đúng. Sau đó một hồi lát nữa thì chị em mới nói là em xuống đưa tiền cho cái bạn dưới này với. Thì em đưa xuống em thấy wow, ok đấy. Là lúc đó có xin được không? Lúc đó thì vẫn chưa. Vẫn xin chưa? Vẫn không cho. Thì phải một thời gian sau nữa thì em xin của chị em. Thì chị em mới cho số, thì bắt đầu em mới gọi điện để liên lạc. Đến tháng thứ mấy thì bắt đầu là em chịu anh này? Cũng lâu lắm á, tại vì một tháng. Em có bồ ở đó. Em sắp lấy chồng ở bên Singapore. Nhưng mà là ảnh biết em có bạn trai không? Biết mà ảnh vẫn cua. Bồ em á thì biết tiếng Việt hơi. Em nói là anh đừng có nhắn tin, tối nay em đi ăn với bồ em. Thường thường ổng đi ăn với em thì ổng cũng biết em hay để cái điện thoại trên bàn á. Thì ổng nhắn liên tục. Thằng bồ em thì nó hay ghen, nó thấy là nó chụp nó coi, nói là em khi nào em bỏ bài anh mới đến với em chứ không thôi anh không chấp nhận em đâu. Thằng kêu wow, có gì? Nó không có. Cái em nhắn là em điện là em chửi, em nói bảo anh khùng mới gì anh nhắn tin, không anh nhắn lộn em ơi. Mà ông nhắn liên tục vậy đó. Cố tình đúng không Linh? Không cố tình mà. Rồi thằng bồ em giận. Bao lâu bồ em mới bỏ em? Chắc cũng vài tháng anh. Chịu không nổi đúng không? Nhưng mà cái đó là kế hoạch của em đúng không? Dạ đúng rồi. Kế hoạch để đánh bật đối phương đúng không? Dạ đúng rồi. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bông, thơm và mềm.
Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một. Ngoài cái việc là nhắn tin, cố tình nhắn tin quấy rối để mà coi như là chọc ghen ông kia, thì em còn những cái kế hoạch nào nữa không? Hoặc là còn những chiêu cái... á, còn cái chiêu nào nữa không? Ông show luôn đi. Gần như là cái thời gian đầu tiên á, là sáng, trưa, chiều, tối là em đều nhắn tin. Đó, thì khi mà nhắn cái là bạn bắt đầu chặn số, thì bắt đầu em tạo Viber. Chặn Viber thì em lại mở cái like. Và nói chung là em tạo ra các mạng xã hội khác và để kết nối. Thì khi mà bạn chặn cái số này thì em lại mua cái sim khác, lại nhắn tiếp. Đó, thì sau đó em mới nói với bạn là bây giờ em có chặn được 7 tỷ cái sim ở trên thế giới này không? Nếu mà không làm được thì đừng có chặn. Trời ơi. Cảm giác em sao? Để cảm giác hỏi bây giờ. Trời, dễ sợ quá. Thật sự mà nói, lần đầu tiên á, với mấy thằng đầu em ghét chồng em lắm luôn. Tại vì ổng phá mình á, mình ghét lắm. Là em chặn hết, xong em nói là anh với em không thể nào đâu. Thật sự mà nói em không thích trai miền ngoài. Em làm bên cái ngành làm đẹp ấy, thì em thích mấy người kiểu như tóc tai thì phải là đẹp để em làm kiểu đồ. Ổng thì tóc kiểu đó làm sao, rồi thêm ổng ăn mặc xến xúa nữa. Cái thời trang có phù hợp với em. Em mới nói là anh với em không có thể nào. Với ổng thì làm thầy giáo, ổng mở miệng ra thì ổng cứ dạy đời mình không mà. Em nói trời, nghe kiểu này chắc nhức đầu chết luôn rồi. Mà không ngờ ổng chơi chiếu. Lúc đó em lập kế hoạch là thời gian nguyên tháng đầu tiên là ngày nào cũng phải nhắn tin để gọi là ám thị vào trong cái tâm trí của bạn này ấy. Thì sau đó đến khoảng một tháng sau ấy, thì đột nhiên là em không xuất hiện nữa. Em về Việt Nam là em không có liên lạc với bạn, không nhắn tin, không gọi điện, chỉ một tuần hết. Mất tích luôn. Em biến mất trên thị trường chứng khoán luôn đó. Rồi sao? Thì sau đó bạn này mới nhắn tin hỏi là anh lâu rồi khỏe không? À, dạo này không thấy. Thì em biết là cá đã cắn câu rồi. Cá đã cắn câu rồi. Sau một tuần đó thì em mới bắt đầu quay lại sinh. Thì quay lại sinh nữa? Dạ. Em mới nhắn cho bạn nói là anh mới qua này, đi ăn đi. Thì sau đó em mới nói là một tuần rồi ấy, thì anh cũng suy nghĩ rất nhiều. Thì chắc là anh em mình chỉ là anh em thôi chứ không có yêu nhau được đâu. Cũng là chiêu đúng không? Mình biết là bạn này thích mình rồi nhưng mình phải bắt đầu phải chảnh lên. Bắt đầu làm cành cao lên rồi lúc đó em sao? Thì em biết ông này ông cũng chảnh mà thì cũng đi ăn thôi. Lúc đó thì em chưa xác định là biết có thương hay không. Nhưng mà trong đó mình cảm thấy nó hơi buồn một tí xíu. Tại vì lúc đó mình cũng còn bạn trai, chưa có chia tay. Em mới nói với ảnh là ngày mai em sẽ đi tàu casino chơi với bồ em rồi. Cái lúc đó ổng mới chơi chiêu nữa, lúc đó mới là thương. Sáng sớm ổng đi trước bồ em, là bồ em cho người lại đón em. Em không ngờ là ổng gan vậy đó, ổng đi lại trước luôn. Ông nói là thôi em đừng có đi. Kiểu như ổng tấn công trước đó chị. Ổng hớt tay trên á. Cái bắt đầu em lúc đó em có không nghĩ là mình thương đâu. Mà sao em nghĩ là không biết sao em mới chọn là em ở lại với ổng, là em không đi. Sao em mới nói là thôi bây giờ em đừng đi với người ta nữa. À, biết đâu em xuống đó em chơi cũng thua cũng vậy à. Còn đi với anh này, ví dụ người ta có 1 triệu người ta cho em 10 nghìn thì nó là bình thường. Còn anh không có gì anh cho em hết tất cả thì đó mới là tình thương của anh. Đúng rồi, đâu đó mà mình cảm thấy thương không? Là bắt đầu là thương không? Là đi theo không? Dạ đúng. Rồi sau đó tình cảm của hai đứa là có... Chính thức. Có. Hai đứa chính thức là yêu nhau đó. Tình cảm của hai đứa có yên ổn không? Hay là có sóng gió? Dạ, rất là nhiều sóng gió. Khi đó em ở mới sinh thì tính lấy chồng ở sinh cho nên mới ở. Thì không ở nữa thì hai đứa mới nói là thôi về Việt Nam làm lại. Thì cũng quay về Việt Nam. Thì lúc đó thì hai đứa chơi nhiều quá, nợ nần nợ nhiều. Quay về một cái con số 0. Mới đi làm lại thì nó hơi bị khó khăn. Mà lúc đó thì mình về đây thì mình bỏ tất cả về ổng. Đó về lại thì bị khổ lại. Lại bị ổng lăng nhăng. Đó, lúc đó bắt dính thì lúc đó cảm thấy bị cú sốc quá lớn. Sao kỳ vậy Linh? Linh nói con mê gái dữ lắm chị ơi. Thì đàn ông ai mà không mê gái. Nhưng mà vấn đề ở đây là tại sao mà em khó khăn lắm em mới hốt được cái hàng này mà giờ em về em lại đi tìm những cái hàng khác là sao? Hồi đó là về em nghĩ là em sẽ thay đổi được vợ em. Xong đó thì em nói mấy năm sau vợ em mới chịu thay đổi. Đó, bởi vì vợ em cũng mê đánh bài. Về Việt Nam rồi đó thì em gom mãi mới mua được cái máy tính. Đó, thế là vợ em ở nhà, khi mà em để cái máy tính ở nhà để em đi uống cà phê, em về bà đưa cầm mất cái máy tính của mình để đi đánh số đề. Thì lúc đó là bắt đầu mình thấy rằng là trái cái người này chắc là mình lựa chọn sai lầm rồi. Mình muốn thay đổi, mình nghĩ là sẽ giúp được họ thay đổi nhưng 2-3 năm rồi vẫn không được. Thì thôi đi kiếm người khác. À vậy đó hả? Ủa như vậy thì cái mối tình của các bạn đến bao lâu thì
hai bạn mới chính thức coi như là lấy nhau? Cũng 4-5 năm nữa. 4-5 năm mà trong khoảng thời gian đó là cũng chia tay đâu mấy lần hả? 7 năm chứ, lấy nhau mới 7 năm á. 7 năm. Chia tay 2 năm. Chia tay 2 năm. Thật ra 2 năm đó thì cái người bạn trai bên em Singapore về tính cưới em lại. Thì gặp lại anh này, anh này có một bệnh rất là nặng, tụi nó là chết á. Nói chung là cũng có một cái người cô ở bên ở ngoài vô thăm, rồi kêu con em qua thăm ảnh. Thì nói chung là cũng nhờ cái cô đó đưa hai vợ chồng tới, là một cái duyên. Thì một hôm cô đó vô Sài Gòn chơi thì kêu qua, thì mình qua thì thấy ảnh bệnh gì đó, mình đang sốc không có nở. Thì tức là lúc anh Linh bị bệnh nặng đó hả? Dạ đúng rồi. Lúc đó em bị sốt xuất huyết. Dạ đúng rồi. Thì một hôm thấy ảnh như vậy rồi chăm sóc rồi biết hai đứa có tình cảm lại. Có nghĩa là chị hiểu điểm cái mối đó là lúc đó là em bị xong. Thì lúc đó em cũng có bạn gái, vợ em cũng chuẩn bị cưới rồi. Nhưng lúc đó vợ em bị nổi cháy rạ nên là không có làm đám cưới được. Thì khi mà gặp lại đó thì lúc đó em mới thấy là vợ mình vẫn còn có thể thương mình ấy. Thì lúc đó em nói là thôi bây giờ cưới nhau đi. Cái là hiểu là vợ mình thương mình thiệt đúng không? Sau này là lúc đó vợ em nói là nhưng bây giờ anh có người yêu mà em cũng sắp lấy chồng rồi. Thì em mới nói là thôi bây giờ anh về chia tay bạn gái, còn em chia tay chồng em đi. Rồi xong mình đến với nhau. Thì vợ em nói là không thể được. Thì lúc đó đang nói chuyện đó thì bạn gái của em đến. Đấy, rồi sao? Người. Ba rồi. Người nói chuyện với nhau. Thì lúc đó em nói với bạn gái mới của em á, nói là không, đây là vợ cũ của anh. Bây giờ vợ cũ quay về. À vậy đó. Như vậy là sau cái bữa đó là em lại chia tay với anh kia nữa đúng không? Thật ra có một thời gian em cảm thấy rất là gay gắt. Bạn đó người Sinh hả? Người ta rất là tốt. Nhưng mà em nói thật sự thì người ta chỉ nói với em một câu thôi. Nó kêu bằng mày tao. Nó nói nếu như mày đã chọn rồi thì mong mày là hạnh phúc. Người ta không có nói gì nhiều. Em lên Linh rồi anh cũng thương mình là hạnh phúc. Mình cảm thấy nó không còn suy nghĩ tới. Cái ban đầu thì cảm thấy rất là buồn. May là sau này em được như vậy á, em cảm thấy cũng được hạnh phúc. Chứ mỗi lần khi mà nhớ về cái đó thì em cảm thấy có lỗi với người kia rất nhiều. Tại vì người ta tốt với mình quá. Nhưng mà em được may mắn thì sau này chồng em rất là thương em. Thay đổi hoàn toàn, không có được như vậy nữa, không có bay bớm nữa. Thôi được như vậy là rất là vui rồi em. Dạ. Và thậm chí nếu như mà người ấy ở bên Singapore, nếu như có xem được chương trình này thì chắc chắn người ấy cũng sẽ rất hạnh phúc. Cũng cảm thấy vui là bởi vì thấy em hạnh phúc và nghe được cái điều mà em vừa nói. Là bởi vì em đã tìm được cái hạnh phúc của em, là người này đã thay đổi cuộc đời của em. Và bây giờ bắt đầu anh rất muốn biết thay đổi như thế nào. Sau khi mà hai vợ chồng cưới nhau rồi đó thì hai người đều thay đổi 180 độ hết. Ai xung quanh cũng bất ngờ về việc mà thay đổi của mình. Đấy, vợ em cũng trước đây thì hay đi chơi, ngủ lúc nào 11-12 giờ mới dậy. Thì bây giờ là vợ em rất dậy rất sớm. Cái này em dậy là vợ em dậy. Rồi xong rồi cũng chăm chỉ đọc sách rồi làm việc. Đọc sách cũng là thay đổi tất cả mọi cái chứ không giống như ngày xưa nữa. Giờ còn xào chén nữa không? Không. Hết rồi. Hết rồi. Thôi như vậy là quá tốt vậy rồi. Vậy là hay quá. Thôi bây giờ nói chuyện vô thay luôn chị ơi. Phải có cái chuyện kia chứ. Cái vụ kia cái đó. Cái chuyện mà lấy nhau rồi mới lòi ra tật xấu đó. Chứ phải có chứ sao mà không có được. Đúng, đúng mình con người mà đúng không? Dạ. Thì vợ em chỉ có một cái duy nhất thôi là nóng tính. Còn lại mọi cái là đều ok. Ổn hết đúng không? Em ngày xưa thì là rất nóng tính. Thì sau này em lấy vợ em lại điềm tĩnh lại. Là bây giờ nóng cỡ nào, nóng cỡ nào? Nóng nhiều lúc là ví dụ như có một lần bọn em đi Nhật thì em đưa cả công ty đi. Thì lúc đó vợ em mới mua 4 cái áo cặp, là có hai cặp, có một gia đình kia với là gia đình em. Thì vợ em nói là chồng mặc đi. Thì em mới nói là không, anh đưa tất cả toàn bộ đội ngũ đi. Thì anh là lãnh đạo công ty, làm sao mình có thể mặc đồ riêng như vậy được. Thì vợ em bắt đầu chửi sùm lên hết. Đó, thì trên đường đi taxi ấy, lúc đó em giải thích em nói, vợ em tán cho em cái. Vợ em tán cho em cái. Xong ra đến sân bay là vợ em quay về luôn. Không có đi nữa. Thì lúc đó chỉ có mình em đi thôi. Thì em đặt Grab đưa cái vali của vợ em về. Lúc đó em có lỗi thì tại vì lúc đó đang có bầu. Hình như là trong người không được có tỉnh táo. Lúc đó bầu hay nóng lắm nha. Đúng đó em nóng ghê lắm. Em thay đổi kinh khủng lắm. Nói là chửi dơ dơ kiểu như y như bà điên vậy đó. Thôi như vậy thì lại là không phải là cái lỗi nóng rồi. Cái đó sau là này thì sau này vẫn nóng hả? Em phải kể chi tiết sau này khi mà đã sanh rồi. Đến bây giờ vẫn thi thoảng vẫn còn nóng. Đúng là cái nóng tính bây giờ chứng thỏ bây giờ nóng hơn ngày xưa tôi đỡ hơn cái thời mang bầu thôi.
Rồi bây giờ còn tật gì nữa nè? Đối với vợ em thì chắc là chỉ có mỗi cái đó thôi. À. Còn lại một cái là ok hết. Ừ. Rồi thế còn em, chồng em sao? Chồng em thì cái gì cũng giỏi, nhưng có cái ông hơi mê chơi. Mê cái môn gì là ông chơi ghê lắm. Cho nên mỗi lần ông đi chơi như vậy cái bắt đầu em hơi bị sợ. Tại vì ngày xưa mà ông cua gái là cua đứa nào là phải được đứa đó, phải dính đứa đó đó. Ừ, cho nên cảm giác mình cũng hơi sợ. Mình sợ sau này ông mê con nào nữa chắc ông bỏ gia đình nữa. Cho nên em sợ là cho làm như thế nào cho ông kiềm chế lại được đỡ. Tức là biết điều chỉnh cái đam mê đúng không? Dạ đúng đó, rồi. Biết điều tiết á, tức là điều tiết lại cái đam mê. Cân bằng lại. Dạ đúng rồi. Nhưng mà từ lúc mà lấy nhau về, có nghĩa là 5 năm ở với nhau, ổng có lén lén bên ngoài không? Cái đó thì không. Nhưng mà em là em sợ sau này thôi đúng không? Dạ tại vì cái người xưa người ta hay nói mà giang sơn dễ đợi bản tính khó dời á, cho nên em cũng hay sợ. Sao em không nghĩ đến một cái việc nó ngược lại, cái chuyện đam mê á và sống chết với cái đam mê của mình, đó là cái bản tính của ảnh rồi. Thì trong cái đam mê nó có rất nhiều thứ, mê gái, mê chơi, mê làm ăn, mê công việc, hoặc là mê một cái môn nghệ thuật hoặc là môn thể thao nào đó. Thì nếu như bây giờ á, ảnh em hướng cái mê đó, né hết cái chữ mê gái với mê chơi đi, hai cái né ra, thì còn lại những cái kia nếu ảnh mê được thì quá tốt. Tại vì nếu như ảnh mê những cái đó thì ảnh không còn thời gian đến mê gái với mê chơi nữa. Hiểu chị không? Tánh ổng không có xấu gì hết. Chỉ có một cái là mê chơi, nếu ở nhà mà mỗi khi nó đi chơi là xúm đồ, là đi một cái một gì đó, không báo trước với vợ con gì đó, gọi điện không được thì là mình lo thôi. Chứ ở nhà thì tánh thì lúc nào cũng vui vẻ, giỡn như đứa nít gì đó. Chị cảm giác là vợ em vẫn còn cái điều gì mà chưa nói với em á. Thì nãy giờ chị ngồi nói chuyện với vợ em thì vẫn có cảm giác đó. Hôm nay nhân cơ hội đến chương trình Vợ Chồng Son, thì như chị Vân vừa mới nói thì anh cũng rất muốn Linh đi, mình đàn ông mà đúng không? Anh rất muốn em thể hiện bằng lời nói, bằng hành động, gửi đến cho vợ mình nhân cái dịp mà đến với chương trình ngày hôm nay. Chỉ cần là vợ tin tưởng, bởi vì chắc chắn là bây giờ em đã thay đổi rồi. Ngày xưa là chồng xác định rất rõ là khi mà mình chưa lập gia đình thì mình sống thoải mái, sao cũng được hết. Nhưng khi mà mình có gia đình thì có hai thứ. Thứ nhất là mình sẽ dành toàn tâm toàn ý cho gia đình. Thứ hai là buổi trưa và buổi tối là đều về nhà ăn cơm. Thì vợ thấy 5 năm rồi thì vẫn giữ nguyên một cái thói quen như vậy. Và 5 năm đủ thời gian để vợ tin tưởng rồi. Thì mình không phải lo bất kỳ một cái gì nữa. Vợ nói gì chồng đi cưng? Thật ra thì bây giờ vợ rất là tin chồng. Như có một cái phụ nữ của mình mà chị có cái gì chết thương ở trong lòng rồi thì nó hay bị khơi dậy á. Với lại bây giờ thì chồng của em thì cũng thành công rất là nhiều, xung quanh thì nhiều người dòm ngó lắm. Cho nên em thì nói chung là phụ nữ mà lúc nào mình cũng muốn giữ cho cái gia đình của mình nó hạnh phúc, thì nói chung là nói không ghen thì thật ra là không phải, thì cũng có, nhưng mà thật ra ở chồng em thì em cũng tin tuyệt đối. Chỉ mong là chồng làm cho mình nó rõ ràng một tí, là không còn gì để em phân vân nữa hết. Là tuyệt vời luôn đúng không? Vậy là quá tuyệt vời rồi. Chịu, em rất là ghét. Phải làm sao cho ảnh gặp mình là ảnh phải gục luôn. Khi mà ảnh gặp em thì em thấy là chết thiệt hả? Chắc chắn là phải dính rồi. Mà vấn đề là em có chết với ảnh không? Dạ cũng có. Cô ta đăng lên Facebook luôn mà xém nó mất cả bầu trời. Em chẳng biết bầu trời là cái gì. Là em đó phải không? Em xém mất cả bầu trời. Dạ đúng rồi, là anh đó. Là em đó. Dạ. Thì lúc đó em mới hiểu ra là em. Quý vị, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay tiếp để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Xin chào anh chị, em tên là Vũ Quân Hải, năm nay 33 tuổi. Nghề nghiệp của em là buôn bán. Em thì sinh sống ở Gò Vấp, quê thì ở Đồng Nai. Còn em? Dạ, em xin chào anh chị, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Mỹ Lệ, năm nay em là 27 tuổi. Em đang kinh doanh online và quê quán cũng ở Đồng Nai luôn ạ. Tình yêu của các bạn xuất phát từ là hai người ở hàng xóm đúng không? Dạ. Và yêu thương nhau từ cái thời thanh mai trúc mã đúng không nào? Dạ không, dạ không. Em ơi thôi, em làm ông mụ thôi, đừng làm ông thầy. Ông thầy. Trung Quốc. Trung Quốc luôn. Mối lương duyên của các bạn bắt đầu như thế nào? Dạ, bắt đầu là mai mối á. Hai gia đình ở gần, rất là gần nhau, nhưng mà đó, hai gia đình đều biết nhau, nhưng mà em với ảnh là không biết nhau. Em thì cũng có mình nên đôi khi cũng muốn lập gia đình. Thì lúc đó cũng 29, 30 tuổi, thấy chưa thấy dục dịch thì cũng lo quá. Thế là cũng bắt lấy vợ.
Còn gia đình em có bắt lấy chồng không? À, dạ không bắt lấy chồng, nhưng mà thấy ảnh được quá, tại gia đình nề nếp này nọ, cái bắt em là phải lấy anh đó. Là Mai kêu em là cứ tiến tới đi, mặc dù em không biết ảnh là ai. Xong rồi sau một thời gian là dì của em ở gần nhà chồng em luôn á, cho ảnh số điện thoại em, mà ảnh không có điện thoại, ảnh không có liên lạc gì hết trơn á. Đến nỗi dì em hỏi là ủa Lệ gặp mà Hải sao rồi, em nói là đâu thấy gọi điện gì đâu dì. Dì liên tục dì thúc mà Hải chồng em. Lúc đầu em cũng không có ý định là gọi điện liên lạc nhiều, nhưng mà em chưa suy nghĩ là gia đình đâu. Nhưng mà cũng thấy gia đình cũng lo cho mình quá thì mình cũng gọi điện cho người ta cái cho sao. Thì em kêu trời cái anh này chắc là đẹp trai hay là như nào lắm, anh làm cao không nhắn tin không gọi điện cho mình. Xong rồi cái em rất là khó chịu, em rất là ghét, phải làm sao cho ảnh gặp mình là anh phải gục luôn. Khi mà ảnh gặp em thì em thấy là chết thiệt hả? Chắc chắn là phải dính rồi. Mà vấn đề là em có chết với ảnh không? Dạ cũng có. Khi mà em gặp ảnh thì em cảm thấy là anh này cao to, mà cái gu của em là cao to là được rồi, không cần phải là đẹp trai. Nói chung là lần đầu tiên gặp thấy vợ em Barbie lắm, trông dễ thương lắm. Em bị cuốn hút liền, tức tử luôn đúng không? Đi xem ai tình luôn đúng không? Dạ. Chứ phải chi mà ông này chết thôi mà cô này cũng không chết thì mới có chuyện để mà nói, còn bà gặp bà chết qua chết lại. Gia đình mẹ em và mẹ chồng em thì cảm thấy là hai đứa đã liên lạc với nhau, cái là hối thúc sao rồi ngày nào cũng hối thúc. Tụi em chưa quen nhau nhưng mà cũng giống như là bắt ép là phải quen nhau và yêu nhau trong khoảng thời gian là khoảng 1 năm. Trong thời gian tìm hiểu thôi, nhưng mà không ngờ gia đình làm lố quá, chưa thực tế mà gia đình coi như là xong rồi, coi như là rồi xong rồi á. Bao lâu thì mới nắm tay? Cũng hình như cũng mà vài tháng. Đúng rồi, vài tháng sau. Sau khi nắm tay rồi bao lâu mới hôn nhau? Em là người chủ động, nói chung là con trai được đà lớn tới liền đúng không chị? Hỏi cái là thấy không nói gì cái là mình hôn liền. Có hôn sao em? Sướng lắm. Sướng lắm rồi. Cứ là nói lên bảo má ơi chắc con chết mất. Em nói vậy luôn á hả? Ủa chị cứ nghĩ là vậy nè, gia đình đã làm lố, sao tụi em không lố theo ta, mà tụi em để chị 2-3 tháng rồi bắt đầu mới hung đầu tiên rồi mới nắm tay. Dạ không, gia đình làm lố là vấn đề là hai đứa là đã đồng ý quen thôi chứ không phải làm lố về thứ khác. Như vậy là các em giữ cho nhau đến đêm tân hôn luôn đúng không? Dạ không, tại anh chị biết sao, tụi em làm giấy đăng ký kết hôn vào tháng 12 năm trước tới tháng 4. Nghĩa là đăng ký trước cái gì? Mới có đêm tân hôn, đăng ký kết hôn rồi thì thôi mình ấy luôn. Rồi cái lúc ấy thì la tới cái gì nữa? Không là má ơi con chết mất. Anh ơi từ từ thôi. Anh ơi từ từ thôi. Tính đi họp lớp cơ, vợ không cho đi. Khổ với lúc đó là mùng 3 Tết chứ chị. Trời. Thôi họp nhau đi. Không cho đi cái là thôi ở nhà hai đứa họp nhau luôn chứ. Nói chung là thoải mái mà, đúng lúc đó là thoải mái. Tại vì lúc đó là chỉ như là mình vừa mới đăng ký kết hôn xong rồi mình kiểu như thử á. Cũng sợ có bầu, tại vì 4 tháng sau mới cưới. Đến ngày cưới đó các em có biến cố gì xảy ra không? Dạ cũng có ạ. Hình như là ảnh nhắn tin hay là chat gì với lại một cô bạn cũ á, nhắn tin bình thường thôi. Không biết em bị sao, em cứ nóng nóng lên cái em nói qua nói lại cái em nói thôi chia tay đi. Cái em nói giỡn thôi, hù thôi để cho ảnh không có nhắn tin với cái người khác giới nữa. Tại vì mình ích kỷ mà, mình mới đăng ký kết hôn mà. Cái xong ảnh kêu là chia tay thì chia tay. Cái đợt đó là có một nhỏ kia nó cũng thích em lắm. Nó nhắn tin rồi, nó nhắn tùm lum, nó nói đủ các chi kiểu ấy. Nói chung có nhiều tin nhắn em gửi hết lại cho vợ em bây giờ. Vợ em cũng lúc đó cũng còn suy nghĩ mông lung lắm. Cái là hồi nữa rồi tùm lum lên, cũng làm em bực mình. Hù em chia tay, cứ kiểu em bực quá. Em bực quá. 7 giờ chia tay, 8 giờ là bình thường. Có nghĩa là mình nói chia tay xong rồi thấy cái cô ta uể oải quá, cái là mình cũng mủ lòng luôn, cái là hồi nữa rồi lại thôi. Xong rồi hồi nữa xíu về cô ta đăng lên Facebook luôn, nó bảo xém nó mất cả bầu trời, em chẳng biết bầu trời là cái gì. Là em đó phải không? Em xém mất cả bầu trời. Dạ, đúng rồi, là anh đó. Là em đó. Dạ. Thì lúc đó em mới hiểu ra là em. Trước khi đám cưới đó, có khi nào em thấy rằng là cái việc mà cưới hỏi nó đến mình nhanh quá không? Em đã xác định là về là nó hỏi nói chuyện người lớn thôi, nhưng mà không có định ngày cưới, không có xác định là cưới trong năm. Cái gia đình được nước rồi, hai đứa dính nhau rồi, con trai của mình sắp được lấy vợ rồi, gia đình bắt ép lấy cưới nhau trong năm, cái em không chịu, em khóc tại nhà chồng luôn. Còn ngay cái lúc đó là tiệc xong rồi cái là quay qua nói và định ngày cưới là không chịu. Đó em cũng mới có 23 tuổi, em cũng chưa có suy nghĩ là phải lấy chồng, phải gò bó như, rồi thế như, này như thì kiểu kia. là bị gài á, người ta bị choáng á. Không, cái tâm lý của con gái là vậy đó. Trời ơi, làm sao mà tưởng tượng được mình coi như em lấy chồng là bước sang một cái trang mới hoàn toàn cuộc đời nó.
một bước ngoặt. Nhưng mà giờ thôi cũng ván đóng thuyền rồi, lấy nhau được 4 năm hả? Dạ. Có con chưa? Em sinh được một cậu con trai. Rồi bây giờ nè, anh ấy có tật xấu gì không? Dạ anh có tật xấu là không lãng mạn. Từ trước tới giờ có tặng hoa cho vợ rồi nói những cái câu nói yêu thương gì không? Mùng 8 tháng 3 có tặng hoa nhưng mà em phải làm dữ dằn lắm mới tặng hoa. Trước 10 ngày là em phải quằn 10 ngày. Vậy thì những cái lúc mà giận nhau thì như thế nào? Ảnh có phải là người xuống nước trước năn nỉ em hay không? Dạ không, ảnh không có xuống nước, không nói chuyện trước mà toàn em nói chuyện không mà. Tại vì bản thân của em là em không thích cái không khí gia đình ngột ngạt, căng thẳng. Em thấy thích thoải mái nên khi mà nói, ví dụ như là không nói chuyện một ngày đi á, thì em tự động em nói chuyện trước. Khi giận là chồng em không nói năng gì hả? Có việc gì cần thì vẫn nói một hai câu. Là mặt cứ phụng phịu đó rồi đi ra đi vào. Với lại một phần là khi mà cãi nhau thì chồng em ở nhà, còn em thì đi chơi. Thì chơi xong thì thoải mái rồi, về nhà cũng thấy cả bầu trời bình yên rồi nên tự làm hòa. Nói vậy cũng vui. Rồi tới em Hải. Dạ. Lệ có tật xấu gì không? Vợ em thì đúng ra thì cũng chẳng vì chẳng tật xấu nhiều. Có những cái tính là chồng nói gì đúng sai cũng phải để nói hết đã rồi mình hẳn nói lại. Nhưng mà thế mà em nói chưa hết gì là cũng phải trả lại một hai câu đã. Muốn tới đâu tới à? Cứ thích nói qua nói lại vậy thôi. Ở nhà thì như thế nào? Có gọn gàng ngăn nắp không? Trời, nếu mà vợ em ở nhà thì chắc em là người gọn gàng hơn. Vậy á? Ủa nhưng mà hai đứa em là đứa nào ghen đứa nào? Dạ không ai ghen ai hết nè. Vậy hả? Vợ chồng thanh bình vậy luôn á hả? Dạ không có ghen. Chỉ có chồng em là thích gọn gàng, thích ngăn nắp. Nhưng mà em thì ngược lại, em thì thích bừa thoải bộ. Mái, thích bừa bộn. Em thì đúng là cũng, nói đúng là không, là không ghen thì không đúng. Nhưng mà em cũng tin tưởng vợ em. Tại vì vợ em làm bên vấn đề kinh doanh online nên cũng dạng như kiểu mắt cúp lên đi này đi đó. Vào những cái chỗ lớn thì cũng gặp người này người nọ thì mấy người cứ nói bảo sao để cho vợ đi chơi hay đi này đi thoải mái, nhiều khi không sợ. Em nghĩ một điều là trước khi lúc quen á, vợ em cũng có rất là nhiều người để ý. Cho tới lúc này chấp nhận nó lấy mình thì mình xác định về con đường gia đình thì vợ mình cũng vì mình, vì gia đình. Bây giờ là em mong muốn Hải thay đổi điều gì? Dạ em mong muốn chồng em là lãng mạn hơn, quan tâm em nhiều hơn. Ví dụ như là lâu lâu tặng này tặng kia cho em, dẫn em đi mua sắm. Tiền của anh em giữ hết rồi mà đúng không? Dạ. Giữ hết rồi lấy tiền đâu mua sắm. Bà sắp bà đòi hỏi những cái chuyện. Thôi dạ không có em tiền không mang gà gì không tặng. Nhưng mà phải có tiền. Em không biết nhưng mà phải có tiền. Như tới ngày sinh nhật mà không tặng bông mà tặng cái gấp đôi thì gấp 10 lần cái bông cơ. Cái bằng thứ khác chi giá như kim cương hồ xoàn chẳng hạn. Đó. Phụ nữ ai cũng vậy đó em. Nhiều khi một trái ổi thôi nó cũng hơn cả cái một cái gì giá đúng thời điểm đó. Thôi. Đúng thời điểm thôi. Em thấy không? Em bây giờ em chơi chiêu phải đúng thời điểm. Mình đã có lòng á là sẽ có cách thôi. Nó nhiều cách lắm. Rồi giờ Hải nè, Hải mong muốn lại thay đổi điều gì? Em thì muốn nói chung là thay đổi cái thói quen như kiểu là sinh hoạt hoặc về vấn đề cái tính tình, nói chung là để nghe chồng nói hết đã rồi xem đúng hay sai đã rồi ấy. Có nghĩa là phải lắng nghe, tức là trong hai người á đều phải biết lắng nghe nhau. Thực sự vợ chồng là vậy. Đến một lúc nào đó cái cuộc sống của vợ chồng á nó giống như là những người bạn đồng hành đi bên cạnh nhau vậy á. Và có đôi lúc mình quên đi cái sự sẻ chia của hai người á. Nhiều khi những ông chồng á đi ra ngoài có bồ có bịch là lý do là bởi vì khi ông nói á có người nghe. Có một em nai nai ngồi dạ anh, trời anh hay quá, anh giỏi quá rồi này kia nọ đó. Mà mình quên đi, mình bị quên đi những cái chi tiết đó. Và em đã làm được một cái điều rất hay là em tự làm lành. Tức là mình thua chồng mình đâu có gì đâu mà mắc cỡ. Và em chỉ cần thêm một cái nữa là chịu khó lắng nghe ổng. Còn ngược lại thì những cái gì mà vợ em đòi hỏi đó, em cố gắng đi, lãng mạn lên chút coi nào. Làm sao mà để cổ phải la lên, ôi má ơi con chết đó, ví dụ vậy. Thể hiện đi, đó đứng lên à. Sau chương trình này anh muốn dành cái tình cảm cho em được nhiều hơn. Và cũng thông cảm cho những cái suy nghĩ của em, những lúc em bực bội anh, hoặc là anh cố gắng thay đổi để cho mình, gia đình mình hoàn thiện và cuộc sống vợ chồng mình hạnh phúc hơn. Quá tốt. Nếu ngại gì một cái nụ hôn mà... Ôi má ơi. Xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và xin chúc cho hai em nha, cứ mãi giữ lửa hạnh phúc ha. Và luôn luôn tươi cười và nắm tay nhau đi hết còn trọn đời. Dạ. Rồi cảm ơn chị. Nhìn thấy tướng tiểu thư này chắc cũng ở nẹn thôi à. Em kêu lên dưới cái chân gà, bọn em chơi luôn, xé tay ra ăn luôn, ăn hết luôn, thêm đi nữa luôn. Như vậy là 3 năm sau tụi em mới gặp nhau ngoài đời lần đầu tiên á.
là qua rồi, cái vòng phụ huynh đó đúng không? Đúng đó, ba cũng vào nói với em mà ba thử nó cho nó xem mà đô nó cao quá ba chịu hết nổi ba ngủ đi. Em cũng không biết nữa, nhưng ban ngày thì có tắm rồi xịt dầu thơm đi làm, nhưng buổi tối về thì không có tắm. Buổi tối về là mình hửi hết. Nhậu về sẽ chết. Tắm lên một cục nên thôi, nhưng mà ngày nào cũng nhậu về thành ra cũng vậy thôi. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng thứ hai. Xin chào hai vợ chồng. Mời em xin chào anh Quốc Thuận, xin chào chị Hồng Vân, xin chào khán giả ạ. Em là Lê Thị Thu Hà, năm nay em 25 tuổi và em đang làm công việc kinh doanh mỹ phẩm ạ. Dạ xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận cùng quý vị khán giả. Em tên là Đức Anh, năm nay em 33 tuổi, em đang làm chuyên viên của Sở Tài nguyên Môi trường Đồng Nai. Hơn bà xã tới 8 tuổi luôn á hả? Hai vợ chồng các em là quen nhau trong trường hợp nào? Dạ hai vợ chồng em thì quen nhau qua mạng. Lúc đó là em cũng là đang kinh doanh mỹ phẩm ấy, thì anh có nhắn tin rồi theo đuổi em mà lúc đó em là sinh viên. Thì... nhắn tin gì? Đòi mua mỹ phẩm hay là sao? Dạ không, nhắn tin cua thôi. Vậy hả? Dạ. Mà sao Đức Anh lại biết cái Facebook của cô này? Tại vì kiểu như giờ nghỉ trưa anh là mình rảnh rảnh mình coi mình sợt sợt thấy cái này cũng được nên là mình nhắn tin cua cua. Cái câu đầu tiên em nhắn là nhắn sao em? Nhắn chào hỏi rồi ăn cơm chưa chứ con kia. Có cái trả lời sơ qua thôi, còn hoặc là không trả lời luôn. Nhưng không biết sao có 3 năm sau ấy thì anh vẫn tiếp tục nhắn tin cho em nữa. Trời ơi, trong 3 năm đó là anh có thường xuyên là nhắn tin trao đổi với em không? Dạ không, lâu lâu thôi. Cứ nhắn tin xong bật thời gian rồi lại quay lại nhắn tin giống tiếp. Kiểu hên xui anh. Xong giống rồi... như mình bỏ vốn đó phải không em? Bỏ vốn như vậy là em cũng nhắn nhiều Facebook khác nữa. Nghĩa là xong rồi đến đâu có một ngày đó mưa tình cờ thôi. Anh cô ấy, vợ em mới đồng ý đi uống nước với em. Xong rồi đi ăn uống kia. Thì nhìn thấy tướng tiểu thư này chắc cũng ở nẻn thôi. Em kêu lên dưới cái chân gà. Bọn em chơi luôn, xé tay ra ăn luôn, ăn hết luôn. Thêm đi nữa luôn. Như vậy là 3 năm sau tụi em mới gặp nhau ngoài đời lần đầu tiên á. Dạ. Phải không? Thì em gặp ngoài đời thì em thấy sao? Lần đầu tiên ấn tượng lần đầu tiên á. Dạ em thích lắm. Mà xinh không? Dạ xinh. Giống hình nền không? Dạ. Vậy còn em thì sao? Thì ra đó uống cà phê thì thấy anh này cũng nói chung là tính tình cũng thiệt ấy. Cách ảnh nói chuyện không có đi qua như mấy chàng trai khác. Thì mình cũng có cảm tình ngay lúc chắc đầu. Chắc là cũng đi ăn chân gà với nhiều chàng trai khác lắm rồi nè. Dạ đó thì em đi với nhiều rất là nhiều bạn bè luôn. Bao lâu thì hai người mới chính thức quen nhau? 2-3 tháng sau thôi. Em bỏ vốn vô nhiều không? Có mà 2 lít chân gà thôi. Có 2 dĩa thôi. Là sau đó là không có, có... Không có nhưng mà vợ xử lý hết. Em trả tiền hả? Dạ. Sao kỳ vậy? Ảnh có trả tiền cho mình lúc đầu thì mình cũng sẽ giao, mình cũng trả tiền qua lại cho ảnh lúc sau. Hai vợ chồng cứ trả qua trả lại thôi chứ không có cố định là một mình anh phải trả. Đó có xem hay quá vậy. Em cố tình em thử lòng thôi đúng không? Chứ em đi làm em thấy là nhiều cô cũng đẹp hết nhưng mà anh giống kiểu bào quá bỏ chạy luôn. Bào quá luôn. Còn có thử có nhiều cách khác nữa không? Em đến đón đi chơi em lấy xe điện em chở đi. Xe đạp điện. Và lúc đó em có nghĩ ảnh là khó khăn không? Dạ thì lúc đầu em cũng nghĩ là anh đang khó khăn. Em thì không có quan trọng lắm cái việc là người yêu mình phải giàu vậy á. Quan trọng là người ta có ý chí làm thôi. Mà lúc trước ấy, trước đó thì em cũng có suy nghĩ là phải cưới chồng thiệt giàu à, là phải quen toàn đại gia đi ô tô này kia. Nhưng không biết sao gặp anh này thì em thay đổi hoàn toàn hết. Bao lâu thì mới là chính thức quen nhau, yêu nhau? 3 tháng thì tụi em chính thức quen nhau. Hôm đấy nói quen nhau là vợ đồng ý rồi. Nhưng mà bà kêu thôi dẫn về cho ba má xem chỗ bạn con như nào á. Cái bà kêu thôi chắc chú cháu mình làm tí. Nhậu đâu từ 8 giờ đến tầm 12 giờ hết thùng bia rồi. Chú kêu chứ, ba kêu chứ. Thôi chắc làm chú 3 ly rượu nữa đi. Làm tiếp tới 2 giờ sáng luôn. Kiểu như là thử mình xem là có lầy lội là nhà hay không á. Xong đó sau em thấy ba cũng mệt rồi. Em bảo thôi chú cho con mệt, con xin phép con ngủ. Thế là coi như là hôm đấy xong qua vòng đó. Là qua rồi. Cái vòng phụ huynh đó đúng không? Lúc đó ba cũng vào nói với em mà ba thử nó cho nó say mà đô nó cao quá ba chịu hết nổi ba ngủ đi. em có đưa bạn này về nhà bên em không? Dạ có. Lúc mà em quen vợ em không nghĩ rằng lúc đó nó xảy ra quá nhiều cái biến cố đấy. Bố em ốm trong vòng một tháng nữa, đúng một tháng mất luôn. Nhưng mà lúc đó em quen rất nhiều cô lắm, cũng nhiều. Nhưng lúc đó nhìn có mối vợ đến phụ em. Em thấy luôn kiểu là ông trời sắp xếp cho mình. Xong rồi sau đám ấy thì em cũng nhấn về với mẹ đây là
đây là người yêu con cái đó, bảo em giống kiểu một món quà trong trời sắp đặt cho em nên lúc quý. Và từ cái lúc quen nhau cho đến lúc cưới đó là bao nhiêu lâu? 3 năm ạ. Trong 3 năm đó các em có ở chung với nhau không? Dạ có ạ. Lúc mà gần cưới thì cách mấy tháng ấy, gần hết sinh viên rồi thì ký túc xá cũng sửa lại, người ta không có cho sinh viên ở nữa, thì em cũng tính đi tìm trọ, nhưng anh này nói thì đúng, thôi anh ở chung cư nên là qua ở với anh, tại vì lúc đó anh không phải sống một mình, tại có mẹ anh nữa. Nói chung là mẹ anh cũng có xuống nhà em, cũng nói là thôi cháu giờ nó không ở được ký túc xá thì thôi cho qua đấy, tôi nấu cơm rồi nấu đồ ăn cho ăn rồi đi học về vậy đó. Thế là ba mẹ em cũng đồng ý. Mới đầu thì kêu về ở với mẹ. Mẹ dụ, mẹ chồng là người dụ em về. Về ở chung với mẹ, nhưng mà có ở phòng mẹ không hay là ở phòng khác? Em ở phòng khác. Phòng đó mấy người? Dạ có 2 người. Thôi, vậy biết rồi. Nhưng mà mẹ thì sao, mẹ em? Mẹ em thì lúc đầu thì không có biết em ở chung với ảnh đâu. Cứ nghĩ chắc ở nhà thôi, nhưng là ngủ với mẹ. Với lại là mẹ có lên thì mẹ cũng không có ở lại buổi tối á, cho nên mẹ cũng không có biết. Thưa các em, ở suôn sẻ đến cái ngày cưới là nó suôn sẻ đúng không? Suôn sẻ tới ngày cưới thôi, là do là nhiều khi có một mình em lo đám cưới thôi, lo quá đến lúc mà ngày mai cưới rồi á, nhìn tối nay nó sốt cũng kiểu sốt siêu vi chị. Mờ mắt luôn, em không thấy đường luôn. Cũng may á, có cái anh bác sĩ ở gần nhà, anh mới sang anh truyền cho cứ 2 tiếng một chai hạ sốt. 2 tiếng hạ sốt truyền tới sáng luôn đó. Đến lúc mà đi xuống nước dâu người ta cũng bia đúng không? Em lại có cái 2 viên hạ sốt trong đấy. Trong nước lọc á. Cầm này là cứ người ta uống mình uống, người ta uống mình uống. Trời ơi, tội nghiệp không? Mà lấy vợ xong thì thấy hết là hết. Sau sốt. Đêm tân hôn là hết sốt luôn anh. Tụi em là lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ 1 năm 2 tháng rồi ạ. Có em bé chưa? Dạ chưa ạ. Chắc là cũng biết được tật xấu của nhau đúng không? Dạ nhiều lắm ạ. Nhiều lắm ạ. Chồng em thì ở dơ cực kỳ. Thì bình thường đi chơi với mình thì đưa đón mình thì chắc là anh biết là hôm nay đi chơi với mình, cho nên là tắm rửa sạch sẽ rồi xịt dầu thơm thơm phức ra mình đâu có biết đâu. Nhưng khi mà mình về mình ở chung á thì mới biết là không có tắm. Thế là ổng sợ tắm rồi sao? Em cũng không biết nữa, nhưng ban ngày thì có tắm rồi xịt dầu thơm đi làm, nhưng buổi tối về thì không có tắm. Tối về là mình hửi hết. Là nhậu về sợ chết. Tắm lên một cụi nên thôi, nhưng mà ngày nào cũng nhậu về thành ra cũng vậy thôi. Rồi cái tật xấu gì nữa? Là nhậu nhiều á chị. Tuần là đi hết 6-7 bữa luôn. Ủa bây giờ vẫn còn hả? Dạ. Vậy là sẵn em mong muốn chồng mình thay đổi cái gì không? Em mong muốn là chồng em bớt nhậu lại, về sớm với em và dành nhiều thời gian cho gia đình thôi. Dạ. Tại chồng em là cũng như là tuyệt vời lắm, chỉ có nhậu là hơi làm em buồn thôi, chứ còn chiều em cực kỳ chiều. Vợ thích cái gì cũng làm, vợ sai cái gì cũng làm. Nói chung là nhiều khi mà em ở trong phòng á, em khát nước, anh ơi ra lấy cho em ly nước, anh ơi em thèm xoài nửa đêm nữa không vậy á, anh đang ngủ mà em gõ anh, em nói là anh chạy ra anh lấy hết. Chỉ có cái việc là nhậu thôi. Rồi giờ tới bạn đó. Và em à, có một cái đam mê là giống kiểu là muốn làm cái gì làm liền, đang thèm cái gì đó từ từ đi mua, không phải đi ngay, phải làm ngay. Nít mà em chấp làm cái gì mà mỗi lần mà không làm đúng ý là có ngắt có nhéo rồi nguyên cánh tay luôn anh, coi như là không còn chỗ trống luôn, thật quá bức xúc quá không làm được á. Biết rồi, đưa tay lên làm đầu, phập lên đầu cắn hả? Cắn chồng cắn hả? Ồ vậy tay đó rồi tay trái này phải là ngực kia tùm lum hết rồi. Từ khi em đang ngủ mấy kiểu đi xỉn nhậu vậy á, nhưng nghe nói phát trời rồi nguyên một dấu răng ở đây cắn ở đây là cưng em ơi, cưng cưng thì mới cắn đây. Đau lắm, rất là đau. Trời ơi, tôi muốn cắn rồi, mỗi lần cắn rồi tôi quạo rồi chết rồi, vậy nó cưng gì mà cưng, đau lắm đau. Nhưng người vợ người ta đang cưng chồng người ta mới cắn. Ý là vậy, còn em đau kệ em. Nhưng mà bây giờ cái điều mà em mong muốn vợ em thay đổi nhất là điều gì? Em mong muốn là vợ chỉ khoan uống xíu. Khi vợ làm quá quên cả ăn luôn đó. Ngày ăn bữa 2 bữa vậy đó, ăn lặn xạ vậy đó. Em mong muốn là thì lúc nào đó anh mà không có thời gian mà chăm cho em thì em cũng phải tự biết chăm cho tự mình, biết đúng không? Ăn uống mà đừng có quên ăn. Khi mà một người ốm là rất là nhiều chuyện xảy ra, nó mệt. Anh lo rồi thôi. Đúng rồi. Dạ tại vì công việc của em ấy thì nhiều khi đang nhắn tin với khách hàng hoặc là đang training các bạn ấy, thì mình đang hứng như vậy ấy, mình không có dừng lại mình ăn được. Nhưng khi mà qua cái cử đói bụng á, thế là mình không có thèm ăn nữa. Thì bây giờ em phải sắp xếp. Nhiều khi các bạn gọi đột xuất cho mình ấy chị. Thì đó, dạ. Ý chị mới nói là bây giờ em phải tìm đổi lại cái phương pháp ăn. Ví dụ như thay vì mình không đúng bữa thì mình sẽ ăn, mình ăn theo kiểu mà ăn vặt á, ăn nhiều bữa.
đó, cứ tranh thủ ăn được là mình ăn thôi. Cái lúc mà cái sức mình bắt đầu nó cụp xuống rồi á, là vực lên không có nổi luôn. Đó, rất là nguy hiểm, đó là chồng cưng quá, chồng mới để ý vậy đó. Còn cái chuyện nhậu của chồng thì thực sự là nan giải. Tại vì cái công việc của chồng em á, đối tác, bạn bè đủ thứ đúng không em? Bây giờ cũng hạn chế rất nhiều á. Bằng hết khả năng của mình em có thể, cái nào mà em có thể chừa được hoặc là cancel được cái đó thì em cố gắng dành cho vợ. Biết là em cưng em chiều vợ đó, nhưng cái thời gian để cưng chiều đó nó ỏi quá thì chạnh lòng quá em. Thực sự là chạnh lòng. Với lại bây giờ là chưa có em bé nha, cái lúc mà nhất là những lúc cấn bầu á, trong cái thời gian mà 9 tháng 10 ngày á, là cái thời gian nó dễ tuổi thân lắm luôn. Rồi xong rồi sanh ra rồi ha, còn tuổi thân hơn nữa nếu như mà bên cạnh mình không có người chồng của mình. Thì cái việc này là hai em phải tự sắp xếp thôi, chứ không ai có thể can thiệp được trong cái cuộc sống gia đình của tụi em. Đúng không? Cô muốn có em bé chưa? Dạ em thì chưa, tính sang năm nữa cơ. Bé nó 25 rồi, bé nó mới 25 thôi. Đúng rồi, lo công việc và lo tận hưởng cuộc sống. Thôi chúc luôn cho đi. Hai em nghe, mọi thứ suôn sẻ, công việc thuận lợi, phát triển nha. Qua năm sau, muốn gì có đó. Cảm ơn anh. Nha, xin cảm ơn hai em. Chạm mặt đầu tiên là em thích ảnh rồi, nhưng mà em nghĩ ảnh là chất gay á chị. Em nghĩ anh gay lắm. Ủa, đó giờ em không biết hả? Em không biết, thích thì thích, nhưng mà vẫn nghĩ không ra. Đầu tiên cái anh này nè hiền lắm nha, đừng có ăn hiếp ảnh nữa. Sửa tính lại đi, mẹ không cho mày quen thằng nào khác nữa, mày phải lấy thằng này cho mẹ. Mày không lấy thằng này, mẹ không cho mày lấy chồng. Rồi là lúc mà em chỉ muốn cái trong phim Hàn Quốc á, là khi mà mình bỏ đi thì anh sẽ kéo tay mình lại nè. Mà em không kéo luôn, xong rồi em đứng ngay cầu thang, em nói trời ơi sao giờ chưa ra chưa kéo nữa chứ đâu nghĩ nữa. Mà bây giờ mình vô ngủ thì mình quê lắm nên là em nói là giờ mình giả bộ mình xuống mình kéo cửa đi, rầm rầm đi mình bỏ đi. Dạ đúng rồi, cho chạy xuống kéo cửa ra cũng không chạy xuống gì, quê quá, đóng cửa lại thì cũng phải đi. Mà đi mà cứ nhìn, em cứ nhìn lại, ủa sao chưa ra nữa. Dạ mà khuya rồi, 11, 12 khuya rồi mà em mặc đồ ngủ nữa, mà em không có điện thoại không có tiền. Mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng thứ hai. Dành một tràng pháo tay đón chào họ nào. Xin chào hai em. Mặt chú rể dễ cưng quá, có ga hài với sợ luôn. Giống như một cái nhân vật hoạt hình gì đó mà anh chưa nghĩ xa. Cưng vậy. Em tên là Trương Thành Sang, em sống ở Sài Gòn từ nhỏ đến giờ luôn. Em là làm hành chính là làm kế toán, còn sau hành chính là em làm spa công nghệ. Em nhiêu tuổi rồi nè? Dạ em nay 27 tuổi chị. Mời em. Dạ em tên là Nguyễn Ngọc Thiện, em cũng sống tại Sài Gòn từ nhỏ tới lớn. Công việc hiện tại của em là diễn viên múa. Em sinh hoạt trong vũ đoàn ABC. Dạ. Em chờ đoán đi nè. Đi đi xì bát công nghệ gặp nè. Tại vũ đoàn hay đổ mồ hôi dữ lắm. Cho nên cái tai nghe nó hư. Tai nghe nó bị ướt nhẹp mà. Cái thông bắt đầu nó lên mạng coi bây giờ xì ba, bây giờ muốn làm cái tai nghe cho nó mới thì sao. Đúng nghe cái ông Tình Sang cũng làm xì ba công nghệ. Dạ em nổi tiếng lắm anh. Rồi một ngày được giờ cái mang cái iPod ra mà nó đen thùi lùi vậy chọn là người ta. Cuối cùng làm xong hai người gặp nhau, chạm tia mắt đầu tiên là cuối cùng quen nhau luôn. Đúng không? Dạ không. Hai đứa quen sao nè? Dạ tụi em là có cái duyên từ nhỏ. Mẹ em thì buôn bán đồ ăn sáng trước hẻm nhà ảnh. Cái năm đó là em học lớp 11, thì em học xong là em ra phụ mẹ để dọn hàng về á. Ảnh hay ra mua đồ ăn sáng của mẹ em ăn. Em thấy ảnh đẹp trai, bóng bẩy lắm, trắng mà dễ thương lắm, không có xấu như bây giờ đâu. Xấu bây giờ rất là giống cái phim gì quá. Đúng rồi, ai cũng nói được á. Chạm mặt đầu tiên là em thích ảnh rồi, nhưng mà em nghĩ ảnh là chất gay á chị. Em nghĩ anh gay lắm. Ủa đó giờ em không biết hả? Em không biết, thích thì thích nhưng mà vẫn nghĩ không ra. Đầu tiên là thích nhưng mà thích gay. Suy nghĩ là dạ đúng rồi, có phải là gay hay không? Dạ đúng. Còn rồi đó em là cảm thì sao sao? Dạ thì em cũng có tia vợ em từ lúc bán bánh mì á anh. Là lúc đó là em ra em ăn hoài anh. Bánh mì em... ngon không? Dạ ngon. Vợ không bán không? Dạ không. Tại biết mẹ vợ em trước rồi, em hỏi là cho con xin Facebook của con gái bác. Thì em lên em coi thì em thấy vợ em có là có bạn trai rồi. Em hơi thất vọng. Cho nên thôi em để nó luôn, không có nói quan tâm nữa. Dạ. Để đến khoảng 5 năm sau là mẹ em không bán mì nữa mà bán bánh tráng. Lúc đó là em đang đi nghĩa vụ từ đơn vị về, thì em thấy trên mạng là vợ em bán bánh tráng, cho nên là em vô em ủng hộ, đặt ship tới anh, bạn trai giao tới.
em lại thất vọng nữa. Thôi thất vọng. Dạ. Tội nghiệp em thiệt cái năm năm đầu ăn bánh mì để ủng hộ, nó vẫn có bạn trai. Chuyển qua bánh tráng sao mà vẫn ta có bạn trai. Ăn bánh tráng nó vẫn có bạn trai. Đừng nói năm năm sau có bán còn được lộn nữa. Năm sau nữa là chuyển qua là bán cái gì với anh? Trà sữa. À bán trà sữa. Rồi. Trời toàn là tiên không mà toàn là mốt tiên. Vẫn có bạn trai anh. Vẫn có bạn trai xíu. Mà em vẫn thích. Tại vì boss nào em cũng phải like, thả tim hết để em tương tác với vợ em. Cái đau đớn là vẫn còn ông bạn trai nữa. Rồi đến cái lúc nào thì mới hết ông bạn trai? Đến lúc vợ em là đăng lên là đang buồn, là mới chia tay xong. Em thấy cơ hội tới rồi, em tấn công liền. Em vô em hỏi thăm trên trời dưới đất, hỏi ba, hỏi mẹ, hỏi tùm lum hết. Để em có cớ để em hẹn vợ em cà phê. Nhưng mà rất chảnh. Em hẹn 2-3 lần không bao giờ đi được. Tại vì em là diễn viên múa anh chị, nên là ảnh đi làm về á là bắt đầu vợ em đi làm, nên là không có khớp nhau được. Em cũng thấy ảnh là cũng nhiệt tình tâm sự quá. Ngày nào cũng nhắn tin á, rồi hỏi ủa em với bạn trai em sao rồi, có về chưa này kia. Em nói dạ thôi em không để ý tới đâu. Xong ảnh nói là đúng rồi em, đừng có quay lại nha, đừng có quen lại. Mấy người đó không tốt đâu, đừng có quen lại. Em nghĩ ảnh là chỉ là chia sẻ. Dạ đúng rồi, anh trai mưa thôi. Em từ chối anh hoài, em thấy ngại quá. Em gọi thì em rủ anh đi cà phê là đúng hai đứa. Mừng không em? Dạ, lúc đó em bất ngờ lắm anh. Em đang ngồi, em đang làm việc như nè, tự nhiên có cuộc gọi đến, số lạ anh đâu biết đâu. Anh nói alo, anh hả, đi uống cà phê nha. Anh nói em bé Thiện nè. Cái đó tim em đập nhanh lắm. Cái em cũng đồng ý thì có cơ hội đến mà anh phải chớp liền. Rồi coi như xong hôm đó là hai đứa chính thức quen nhau đúng không? Dạ, chưa. Tụi em quen nhau chính thức là sau sinh nhật của em á. Là sau đó bao nhiêu lâu? Sau 2 tháng. Rồi mẹ em biết tin là em quen với bạn này, mẹ em có vui không? Cái ngày đầu tiên mà ảnh chở em về á là sau cái bữa cà phê đầu tiên luôn á. Mẹ em thấy ảnh, mẹ em lo em vô nhà, mẹ em nói trời ơi Thiện ơi, lấy thằng này đi, lấy thằng này đi. Hồi nhỏ ảnh 1-2 tuổi á là mẹ em mang bầu em á, là mẹ em có nựng ảnh rồi. Dạ là tại vì gần nhà nhau á chị, nên là cái nhân duyên rồi, nhân duyên. Dạ ảnh thấy mẹ em mà cái bụng bự vậy á, mẹ em kể lại là ảnh chạy, ảnh cứ chạy mà mẹ em cứ bắt lại nựng ngắt. Em nói giỡn với mẹ em á là hồi xưa mẹ test thử á, bây giờ con xài. Sau khi mà mẹ nói lấy thằng này đi, lấy thằng này đi, thì lúc đó cái suy nghĩ của em trong đầu là sao? Dạ em cũng thích lắm chị. Em thấy ảnh hẹn mình ra vậy đó là biết là chắc chắn ảnh sẽ muốn tìm hiểu mình. Em cũng nói là dạ con biết rồi. Em nói là cái anh này nè hiền lắm nha, đừng có ăn hiếp ảnh nữa. Sửa tính lại đi, mẹ không cho mày quen thằng nào khác nữa, mày phải lấy thằng này cho mẹ. Mày không lấy thằng này mẹ không cho mày lấy chồng. Rồi dạ. Sau đó là cứ như 2 tháng sau là tới sinh nhật em. Dạ, chuyện gì xảy ra? Vợ em dụ em uống chút em hoài, em đâu uống đâu, mà bắt em ép em uống. Thì em cũng uống, cái em xỉn quá, mất lý trí luôn anh. Phải làm gì? Ngồi sát sát với em vậy đó, em cũng có cớ mà em ngồi em ôm luôn. Em ôm. Rồi em đưa vợ em đi về. Về đâu? Dạ không biết. Anh cũng ghê lắm anh. Là em thấy ảnh sắp sáp vậy đó. Anh không chịu nói là em ơi là bạn gái anh nha. Anh cũng không chịu mở lời. Mà anh cũng cứ ngồi sát sát cả cả mình vậy đó. Thì mình bực chứ. Bữa đây em uống cũng nhiều. Khoan về đi, anh đưa em đi, hai đứa mình tâm sự. Tâm sự đi, hiểu nhau. Thì em nghĩ là à chắc đây là muốn nói rồi đó. Thì bắt đầu ảnh mới chở em đến chỗ đó. Lúc đó là cũng khoảng 3 giờ sáng rồi chị. Tại vì đi sinh nhật mà đi 2-3 tăng lận. Xong rồi không biết tâm sự kiểu gì mà sáng dậy thấy hai đứa không có mặc đồ. Ở chỗ đó thì không lẽ bây giờ ở ngoài công viên mà không mặc đồ. Thằng này tâm sự. Nhưng mà trong cái lúc mà hai đứa tâm sự đó, phụ huynh có gọi điện không? Dạ có. Mà mẹ em gọi thì lúc đó em cũng ngủ rồi. Thì chồng em bắt máy thôi. Rồi sao? Rồi mẹ nói sao? Hai đứa đang ở đâu? Dạ khuya rồi đó, về nhà đi. Dạ là bé Thiện á, à, đang mệt quá như là xin ngủ ở ngoài. Thì cái mẹ em cũng nói là thôi ngủ đi, không sao đâu, có gì sáng về. Dạ. Ôi, có gì là gián tiếp ủng hộ rồi. Dạ. Nhưng mà em thất vọng anh. Sao vậy? Thì qua cái đêm mà sáng dậy không mặc đồ em thất vọng lắm. Cái em hỏi ủa em có nhớ gì tối hôm qua không? Nói em nhớ gì hết trơn á. Anh làm lại được không? Là bắt đầu quen nhau. Dạ, em nói là mắc cười quá, chưa nói quen gì hết mà làm gì người ta. Em mới bắt buộc ảnh là phải tỏ tình em đi. Rồi trước khi đám cưới chắc anh nghĩ là chắc đâu có cái biến cố gì xảy ra đúng không? Tức là gia đình em có đồng ý cái mối tình này không? Dạ cũng cũng có trắc trở nhiều lắm chị. Trắc trở cái gì? Ba mẹ em là nghĩ vợ em là đi múa, chụp hình trên mạng thì cũng đi vũ trường hay là ba búp này nọ, nghĩ là vợ em rất là quậy đó. Nói chung là quậy.
thì có khuyên em là suy nghĩ kỹ nha, rồi hãy lấy. Thì em cũng có dẫn vợ em về nhà, nhà em bên mẹ em tới mười mấy người luôn chị. Em phải đi thuyết trình từng người từng người từng người từng người. Ờ vậy hả? Nhưng mà rồi đám cưới vẫn xảy ra đúng như cái dự định của mình đúng không? Dạ đúng, là mẹ em đi coi ngày luôn. Bây giờ mẹ cưng vợ không? Dạ cưng. Ba má chồng dễ thương lắm chị. Như vậy là đó chắc lại là cái khó khăn nhất đối với em. Dạ đúng rồi. Trước khi đám cưới đúng không? Dạ. Hai chồng cưới nhau lâu chưa? Dạ hơn một năm thêm mấy ngày. Chắc có lẽ ảnh là một người chồng lý tưởng đúng không? Rất lãng mạn, dịu dàng, rất là nhẹ nhàng, không có tật xấu gì đâu đúng không? Dạ không, ảnh chỉ là không hút thuốc, không uống rượu, bia. Thôi giờ tôi hỏi tật dạ. xấu à? Đó. Đừng có nói còn, tật xấu. Còn bao nhiêu là xấu hết luôn á chị. Chỉ trừ hai cái đó ra. Cái tật xấu nào mà nó sợ như vậy, xấu đau, xấu đớn á? Xấu đau, xấu đớn luôn là nhìn ảnh rất là đẹp như vậy. Nhưng mà ra ở nhà rất là bê bối. Và rất là trễ giờ, rất là mò mẫm. Trước khi mà lấy nhau á, là ảnh là một người hoàn hảo. Em là một đứa bê bối. Nhưng mà sau khi lấy nhau á, hai đứa em đổi tính với nhau luôn. Với lại mỗi lần mà em hẹn hôm nay 6:30 mình đi nhà anh, là lúc nào cũng 6:30 mới bắt đầu tắm. Lúc nào em cũng phải là người xuống dưới dắt xe và em nổ máy sẵn em đợi. Rồi thứ hai là bê bối là phòng á, em rất là gọn gàng sạch sẽ. Em rất là thích sắp xếp đồ đạc trong phòng, trong nhà. Còn ảnh á, là mỗi lần mà em xếp xong là ảnh, cái chồng đồ em xếp rất là đẹp. Ảnh thích cái áo màu hồng ở dưới đây, ảnh rút pẹt đổ hết nguyên chồng đồ của em. Ê, hey, lưu ý chi tiết nghe, thích áo màu hồng nha. Lưu ý nghe. Dạ đúng rồi, ảnh vậy đó chị, nên là thích màu hồng và màu thích tím. Thích màu hồng và màu tím. Ban đầu, buổi ban đầu gặp nhau là đã thích màu hồng và màu tím nghe. Dạ. Người thích màu hồng người ta rất lãng mạn. Không lãng mạn. Ảnh nói với người ta nói rất nhiều, nhưng mà ảnh nói với em rất ít. Dạ, với lại ảnh bị cái gì á? Ảnh bị cái gì ta? Cục xúc hả? Bị cục xúc á chị. Dạ, ví dụ vợ giận, để vợ giận luôn. Không thèm năn nỉ luôn đó chị. Đó là vô tâm. Chỉ lãng mạn đúng dịp thôi anh chị. Giống như là một năm sinh nhật em thì lãng mạn đúng sinh nhật em thôi. Còn lại là không có lãng mạn hết. Như 8 tháng 3 hay là phụ nữ Việt Nam cũng không có tặng quà. Ngược lại với những người phụ nữ khác thì có. Hả? Có không vậy? Có anh hả? Cái không. Gì ông ơi? Ông vợ ông bắt có. Bắt. Tại vì vậy em để ý thôi chứ em thương vợ em lắm á. Ý là em phải tư vấn cho nhiều khách hàng nữ. Cho nên là vợ em hay ghen lắm. Thấy thương vợ quá. Không có tật xấu. Dạ không, rất nhiều anh. Nhiều. Dạ. Chóng mặt luôn anh. Chóng mặt luôn. Dạ. Ừ, nhất luôn. Là xem live stream anh. Giống như em đang làm ở dưới nhà này nè, vợ em trên lầu á, mà coi live stream mà mở cái loa lớn anh, em nghe luôn. Nguyễn Ngọc Thiện chốt, Nguyễn Ngọc Thiện chốt, Nguyễn Ngọc Thiện chốt. Rồi em nghe mà em đang làm, em giật mình vậy cho nên cuối ngày cái alo giao đồ cho Thiện anh ơi. Là cái đó bữa đó em làm là công không luôn. Là bà thích mua đồ dạ, online rồi. Hả? Dạ đúng rồi. Mua hoài luôn anh, ngày nào cũng mua á. Cái bệnh đó là trời ơi, con bí ngô nhà tôi với cái bà Dung bà vú nó là bây giờ còn ghiền hơn là vậy đó. Thôi đó. Chốt vậy đó. Chốt đó. Còn gì nữa không? Dạ còn anh. Dây lộn là em mới biết là giờ em cũng bị thần kinh nhẹ luôn. Nhẹ lên sao? Hai chồng em là chuẩn bị đi ngủ rồi, cũng 11, 12 giờ đêm rồi. Tự nhiên khơi chuyện ra, cãi lộn anh. Mà mỗi lần mà bà cãi là em im lặng rồi. Em thích chọc bà lắm. Bà nói không được, bà mở cửa phòng, xuống bếp bà ngồi. Em không xuống em nằm đó luôn, coi để làm cái gì. Bà gài. Xong rồi đi xuống nhà, mở cửa nhà luôn, nghe cái ké cái là em biết đi ra ngoài đường rồi đó. Là bỏ nhà đi. Dạ đúng rồi, bỏ nhà đi anh. Cái em thấy mở cửa nhà là em lo rồi. Em cũng đi ra ngoài đường em kiếm. Em đi vòng đi bộ hồi em vô em phải lấy xe em đi kiếm. Nản quá, em kiếm thấy em mệt quá rồi. Chắc em nghĩ đi hồi cũng mới về thôi. Thì em chạy đến cái hẻm đó. Thấy hai cái đùi nha, ngồi vậy nè. Em hởm vậy nè. Cắn bóc hai cái đùi em liếc vô em dòm. Nó mặc chỗ ụ là núp trong bị... một cái dạ, đúng ngã anh. Ba vậy núp, đó núp trong một cái hông, núp trong một cái hốc nhà người ta cái cửa sắt á mà ngồi đêm đó dạ. Nguy hiểm lắm nghe em. Nói chung là giận lên là bỏ nhà đi. Dạ em hay hù á, em thích hù ảnh lắm. Là lúc mà em chỉ muốn cái trong phim Hàn Quốc á, là khi mà mình bỏ đi ảnh sẽ kéo tay mình lại nè. Mà eo ổng kéo luôn. Xong rồi em đứng ngay cầu thang em nói trời sao giờ chưa ra chưa kéo nữa chưa năn nỉ nữa đó. Mà bây giờ mình vô ngủ thì mình quê lắm nên là em nói là giờ mình giả bộ mình xuống mình kéo cửa đi rầm rầm đi mình bỏ đi xuống. Dạ đúng rồi, cho chạy xuống kéo cửa ra cũng không chạy xuống gì quê quá, đóng cửa lại thì cũng phải đi. Mà đi mà cứ nhìn em cứ nhìn lại ủa sao chưa ra nữa. Dạ mà khuya rồi, 11, 12 khuya rồi mà em mặc đồ ngủ nữa mà em không có điện thoại không có tiền. Xong rồi em nói bây giờ mình lỡ ra rồi mình lỡ phóng lao phải theo lao luôn, bây giờ mình đứng lại á thì mình quê, mình về mình quê lắm. Mà mình đi á
chỗ nào mà anh dễ kiếm quá thì mình cũng quê, mà một chỗ nào anh khó kiếm quá, anh kiếm không ra thì mình sẽ không về. Xong rồi em nói thôi bây giờ mình núp vô cái nhà đi cho anh kiếm không ra trước, rồi xong rồi bắt đầu mình mới ló ra sau để anh kiếm được. Xong em ngồi đó em núp, xong em nói em thấy ảnh, em thấy anh đi ngang nhưng mà em trốn kỹ lắm chị. Em thấy anh đi ngang em nói trời ơi cũng đi kiếm mà mày đặt hồi nãy không dí theo luôn đi. Xong rồi em vui lắm, em ngồi em giận mà em vui đó. Xong rồi kia anh, em thấy anh không thấy, anh đi qua luôn rồi. Xong cái em ngồi ló ra khoảng 5 phút em thấy mất tiêu luôn chị. Em nói trời bây giờ chỉ có nào vô anh ngủ, có nào vô anh ngủ không, em thấy em ru vậy. Anh nói vậy thôi bây giờ mình đếm từ 1 tới 100, nếu mà không thấy ảnh á là mình đi về, còn thấy ảnh là chức ông trời thương nhân duyên tiền định hai đứa. Thì em đang ngồi em đếm sao em thấy chiếc xe bạch ảnh chạy tới, trời em mừng quá trời luôn chị. Mà vẫn phải thể hiện vẫn phải thể hiện. Xong ảnh nói đi về không, không. Xong anh nói thôi khuya rồi đi về ngủ đi. Xong em đứng dậy em tự đi bộ vô. Chồng em thấy dễ cưng quá à, không có thay đổi gì không? Dạ có, em mong muốn chồng em mê thể thao, rất là thích đá banh, một tuần là phải đá banh 2 ngày, thứ ba thứ năm là bất chấp luôn, bất chấp công việc, cứ để qua một bên vậy đó chị, là cứ đúng giờ hẹn là phải đi đá banh. Là em muốn chồng em bớt đi đá banh lại. Cái đó tốt mà anh chị, thể thao tốt mà, nhưng mà vợ em cấm em hiểu. Dạ tại vì mỗi lần ảnh đá về là ảnh té, lúc nào cũng bị nên mình xót á chị. Còn là em sao cưng? Dạ em chỉ muốn là vợ em là bớt đi diễn là nhiều á, tại vì hai vợ chồng em là cũng đang mong có em bé cho nên là hạn chế đi diễn lại để dưỡng cho con người cho nó khỏe. Chứ còn cái là mong vợ em là đừng có hửi em nhiều quá nữa. Em hửi hả? Hửi có cái tật xấu rất kinh dị luôn á, không biết ai giống như vợ em. Tức là em đi làm về khoái hửi mà những cái chỗ mà nhạy cảm mà hửi cho kẹt nữa. Đúng rồi, ghiền mùi hả? Dạ đúng rồi, em không hửi em ngủ không được. Nhưng mỗi lần mà em có cái tật luôn á là trước khi ngủ là em phải đưa gì nè đó, giờ em ngủ mới ngon. Trời thôi vậy hiểu. Cái đó dễ cưng mà. Ừ. Cái đó làm sao mà bỏ được, cái đó không cần bỏ em ơi. Nhưng mà em nhột lắm. Nếu mà giờ vợ bớt đi múa lại thì chồng cũng bớt đi đá banh lại. Hai đứa như vậy mới là đồng chồng đồng vợ đúng không? Rồi thôi cũng mong cho, cũng chúc cho vợ chồng em qua năm sau sẽ có được tin vui ha. Cuối năm sau sẽ chào đón một em bé tuyệt vời đến với vợ chồng yêu thương. Yeah. Rồi chị cảm ơn hai em. Cảm ơn chị. Là chơi với nhau 5 năm trời. Tới lúc tụi em cưới một cái là đùng một cái là cưới thôi chứ không có yêu đương. Dạ. Ê vậy vui lắm á. Tại vì mới đầu 5 năm trời mà là bạn không á, chị đi nhậu á, rồi cái xong cái cưới rồi cái đêm tân hôn vui không? Đêm tân hôn kể nghe coi nó kỳ kỳ á. Không, em yên tâm đi. Anh không phải là giống như người khác là suốt ngày sáng say chiều xỉn. Đúng, anh về anh giữ lời hứa với em. Sáng anh tỉnh, tối anh mới xỉn thôi. Một tháng 30 ngày thì anh hết 28 ngày anh xỉn rồi, anh chừa lại 2 ngày là thứ bảy chủ nhật đó. Trời đất ơi. Bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Dạ đầu tiên em xin được giới thiệu, em là Lài Chanh Chánh, đến từ Đắk Nông. Công việc của hiện tại của em là sư phụ lậu. Em là người Hoa. Tại vì bên người Hoa em là có rất là nhiều những cái phong tục tập quán riêng của người Hoa á, thì sẽ có một số người là đảm nhận những cái công việc đó, giống như là những cái tục lễ mà mình ma chay với họ hay là những cái lễ hội của người Hoa đó. Rồi, gọi là phổ biến những cái tục lễ đúng không, những lưu truyền lại. Dạ. Của từ ông bà lại. Dạ. Còn em? Dạ. Em xin chào mọi người, xin chào MC Hồng Vân và Quốc Thịnh. Em tên là Ngô Kim Cúc và năm nay em 23 tuổi, em đến từ Đắk Nông ạ. Em cũng là người Việt gốc Hoa. Cái mối tình của các em nó bắt đầu được như thế nào? 5 năm về trước rồi, là em đi xuống nhà bạn của em chơi, vô tình là gặp được vợ em, cũng là ngày xưa là cái bằng bé Cúc thôi. Dạ, lần đầu tiên gặp Cúc để tóc tomboy á, thấy cũng lạ lạ, cũng ấn tượng. Một thời gian sau, cũng khá lâu á, em vô nhà cô của Cúc chơi, không ngờ được là Cúc lại là cháu của bạn mình. Thấy dễ thương, lúc đó mới lấy số, mới tìm hiểu đồ. Cái lần đầu tiên mà chưa phải là lấy số đó là đã thích rồi gì? Dạ, ý là thấy dễ thương thôi chứ cũng chưa thích. Là nói chung là ấn tượng tốt, đẹp đúng không? Dạ.
Cái lần đầu tiên gặp em thấy anh dạy gái. Anh đi xuống nhà bạn chơi. Ở nhà có nhiều người lắm, chắc cũng tầm mười mấy người á. Anh muốn uống mía hết cho cả nhà uống luôn. Ta gọi là ga lăng, sao gọi là dạy gái? Vô nhà cô thì gặp thì lúc đầu là anh này cũng chưa có nhớ ra em đâu. Xong rồi lúc đó là tụi em mới chơi với nhau thôi. Là chơi với nhau 5 năm trời. Tới lúc tụi em cưới một cái là đùng, một cái là cưới thôi chứ không có yêu đương. Rồi trong lúc làm bạn bè có nắm tay nắm chân rồi có này kia nọ không? Dạ không, chỉ có rủ nhau đi nhậu cà phê thôi chứ không có. Tại sao lại cưới như vậy ta? Anh cưới em là tại vì mẹ anh không có cho anh cưới bạn gái anh. Anh là hồi xưa là anh có quen một chị, anh với chị đó rất là thương nhau, nhưng mà tại vì ba mẹ thấy là chị đó sao á. Với lại làm nếu mà cưới là sau này anh phải xuống Bình Dương lập nghiệp, không có ở trên Đắk Nông nữa, nên là ba mẹ không có đồng ý. Xong rồi cái vô tình mà lúc đó là tụi em gặp lại nhau á, xong cái ba mẹ anh xúi anh cưới em. Rồi lúc đó là em nghe lời xúi của ba mẹ cưới luôn. Dạ. Ê vậy vui lắm á, tại vì mới đầu 5 năm trời mà là bạn không á, chị đi nhậu á, rồi cái xong cái cưới rồi cái đêm tân hôn vui không? Đêm tân hôn kể nghe coi nó kỳ kỳ á. Nó có cái sự gì khác cái lúc mà 5 năm trời mà đi cà phê với nhậu nhạc không? Cũng khác dữ lắm, cũng hơi bất ngờ. Thì cái đêm tân hôn thì cũng hơi bối rối. Không, anh không có bối rối đâu chị. Anh không bối rối hả? Không hề bối rối. Tại vì trước đêm tân hôn là anh đã dụ em rồi, làm sao mà bối rối được. Lúc đó là em đi làm ở gần nhà anh á, nhưng mà từ chỗ làm là về nhà em là nó mười mấy cây lận. Dụ em dọn xuống nhà anh ở mà trong khi chưa có cưới hỏi gì hết. Em kêu không, mỗi lần mà em đi công tác về là anh hay dụ em thôi, em xuống nhà em anh ngủ đi chứ về nhà chi xa xôi. Ý là dụ xong rồi thì cũng xuống cũng cho ngủ phòng riêng đồ. Cái có một đêm em sợ ma quá, cái anh sao đêm qua không ngủ được mà không gọi cho anh. Gọi cho anh xuống ngủ cùng. Rồi tụi em có suôn sẻ vậy cho đến ngày cưới ha? Nó có cái sự cố gì trước khi cưới không? Dạ cũng có. Có hai sự cố là anh giới thiệu em với mẹ ảnh ra Tết là sẽ xin phép mẹ của em, thì mẹ đồng ý. Tự nhiên cái sáng sau anh đuổi, anh kêu là em ơi, anh không có tốt giống như em nghĩ đâu. Cái em cũng đang nghi, tại vì con gái mà mình thường hay có giác quan thứ sáu lắm. Còn hỏi thì em mới biết là ảnh đang quen một chị nữa ở Bình Dương. Rồi anh kêu là ra Tết mừng vẫn cưới, nhưng mà phải cho anh thời gian để anh chấm dứt với cái chị này. Lúc đó là em giận lắm, không có cưới họ gì hết. Vậy thì em không khác gì là một người thứ ba xen vào hết đó, nên là em không có đồng ý. Lúc đó là em bỏ về luôn. Cái ảnh lên trên chỗ làm của em á, ảnh đòi gặp em, xong rồi ảnh gọi ra nói chuyện. Thì hai đứa cũng nói chuyện xong rồi thống nhất với nhau. Thì em nghĩ là thôi, dù gì thì mình cũng không có thương, thôi cưới đại đi. Người ta sao kệ, quan trọng là vấn đề sau này cưới về nó như nào thôi. Nó có hai lần. Hai sự lần. Sự cố vừa rồi là sự cố thứ nhất. Một lần nữa là trước ngày cưới khoảng tầm 1 tháng rưỡi. Là lúc đó là cận Tết luôn. Là chuyện gì nữa? Ý là nếu mà ra Tết cưới á, thì là anh phải về nói chuyện với ba mẹ em đàng hoàng. Thì anh quyết định mùng 8 sẽ sang nhà nói chuyện với ba mẹ em. Cái anh nói là nhưng mà mùng 4 là anh có một chuyến đi du lịch Đà Nẵng rồi. Tự nhiên tới hôm 27 Tết gì đó là em vô tình em phát hiện được là anh này đi với chị người yêu. Cái chị mà chưa có chấm dứt đó. Dạ anh đúng. Hứa đúng. Là lần một chấm dứt rồi lần hai là vẫn đi du lịch. Ông sĩ phụ lão này dễ sợ quá đó, ông giải thích đi ông. Tại vì cái vé, cái chuyến đi Đà Nẵng đó là đặt trước mấy tháng rồi, là hứa là sẽ đi rồi. Vé hủy được mà. Xong cái hủy luôn. Hả? Xong cái hủy. Có hủy không? Hủy rồi. Rồi cuối cùng mà có đi Đà Nẵng không? Phát hiện dạ ra không? Rồi mới hủy đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà tại sao em phát hiện được? Giống như linh cảm vậy, mỗi lần mà anh đi với gái hay là anh làm gì là em đều có linh cảm. Mới là tự nhiên em kiểm tra điện thoại là thấy nó hiện sờ. Xong rồi em giục điện thoại cái vạch đó, em đi về một mạch luôn là ông biết chuyện gì xảy ra. Cứ điện thoại liên lạc cho em hoài, cái em chặn luôn. Anh gọi điện không được, cái anh mới nhờ má gọi điện. Mà chị hỏi nè, lúc đó là em yêu anh rồi chưa? Dạ chưa. Chưa có yêu mắc mới gì ghen? Hả? Ghen chứ. Cảm giác lúc đó là mình bị lừa dối nên là mình cảm thấy rất là bực bội á. Lúc nào mới yêu nè? Cưới về khoảng một thời gian là 1 tháng mấy 2 tháng rồi mới bắt đầu yêu á. Lúc đó em đã yêu cô bạn này chưa? Dạ chưa. Chưa yêu mà dụ. Gan tay trời luôn à. Lạc bạn là đó, có cái tình bạn 5 năm rồi, bây giờ cái đêm tân hôn á nó vui không? Cái dạ. Lần đầu tiên mà em sở hữu được cái con người này là mình cảm thấy nắm được tất cả thiên hạ. Cũng hơi... Hơi gì chú? Lúc đó thì cũng hồi hộp. Cái em tắt đèn mất tiêu rồi, em cũng cảm giác nó lạ. Lạ đúng không? Nó khó tả. Thế còn Trúc thì sao? Không có dám nhìn, tắt đèn. Nhưng mà thích không?
khoái. Biết sao mà chị hỏi không? Là tại vì nè, hai người này là yêu nhau sau khi kết hôn, là sau khi có cái chuyện kia đúng không? Thành ra là thuộc là đây là một gọi là một kiểu vợ chồng á, là sau khi đã có cái quan hệ thể xác rồi thì mới cảm thấy là yêu nhau, cần nhau. Đó, nó có nhiều dạng lắm em. Mà có những người mà yêu nhau khủng khiếp luôn ha, yêu 5-6 năm yêu thì yêu, đụng vô nhau một cái bỏ luôn. Bỏ luôn. Đó là vậy. Hai bạn á, là xuất phát từ tình bạn, cũng không yeah. yêu thương yeah. Vậy thì sau hôn nhân thì chắc chắn một vấn đề để gọi là hiểu nhau yeah. thật sự là chưa hiểu nhiều lắm đâu. Vậy thì có những cái biến cố gì sau hôn nhân không? Xong rồi khi đám cưới á, thì tụi em có mở một cái tiệm điện thoại, thì anh giao cho em là toàn quyền quản lý hết. Thì mở được khoảng tầm 2-3 tháng á, là nó xảy ra một vài cái trục trặc, tiệm của em nó bị suy sụp. Khoảng thời gian đó thì nó bị thua lỗ nhiều, dẫn đến là lúc đó em bị stress nặng đó. Dạng như kiểu là bây giờ cái số tiền nó so với người khác thì nó không lớn, nhưng mà so với em thì nó cực kỳ lớn. Tại vì em mới 2-3 tuổi nên là em cảm thấy là nó mất mát rất là nhiều. Kiểu là lúc đó em không có làm được gì luôn, em chỉ có thu mình lại thôi. Cứ sáng là em dậy em nấu đồ ăn xong hết rồi là em chui vào phòng em nằm. Ai gọi điện thoại hay là nhắn tin hay là cái gì em cũng trả lời hết đó, trừ ba mẹ em với chồng em thôi. Còn cứ tới tối là ra, cứ vô phòng vậy, giống như con ốc sên vậy. Ảnh đi lo hết tất cả mọi việc, từ việc giải quyết cửa hàng, thanh lý hàng hóa, thanh lý tủ, rồi cho tới giải quyết nợ nần là một tay ảnh làm hết. Cái thời gian đó trong bao lâu? Khoảng tầm một tháng. Và lúc đó nói chung là cái người mà bên cạnh em và động viên em và giúp đỡ em để mà vượt qua cái trầm cảm đó chính là chồng em, đúng không? Dạ, thực sự là nếu như mà người khác thì em nghĩ là có thể là nó sẽ rất là nhiều chuyện lục đục. Và cũng chính vì lý do đó mà khiến em trở nên yêu chồng mình nhiều. Dạ, đúng rồi, đúng không? Đúng rồi. Cái đó là biến cố lớn nhất mà thay đổi tình cảm, suy nghĩ của hai vợ chồng em. Rồi, bây giờ là cưới nhau được bao lâu rồi? Tới giờ là được 1 năm 4 tháng. Đã có tin vui gì chưa? Dạ, chưa. Thì sau khi về ở chung, anh ấy có tật xấu gì không? Trời, nhiều lắm anh. Anh này anh nhậu dữ lắm. Hồi xưa lúc mà trước khi cưới em hỏi là ủa anh uống dữ vậy, về mai mốt có uống không? Không, em yên tâm đi, anh không phải là giống như người khác là suốt ngày sáng say chiều xỉn. Đúng, anh về anh giữ lời hứa với em, sáng anh tỉnh, tối anh mới xỉn thôi. Một tháng 30 ngày thì anh hết 28 ngày anh xỉn, rồi anh chừa lại 2 ngày là thứ bảy chủ nhật đó. Trời đất ơi. Anh có một cái tật vô tâm lắm. Em nhớ là có một cái lần, tại vì lúc sinh nhật ảnh là điện thoại của ảnh bị hư, nên là em quyết định em mua điện thoại cho ảnh. Thì em mua trước là cũng được 4-5 ngày á. Xong em nghĩ tới sinh nhật là em sẽ tặng bình thường đưa cho ảnh thôi. Nhưng mà cái tối hôm trước cái hôm sinh nhật á, là ảnh với ba cãi nhau. Ảnh buồn lắm, ra dắt cái xe mở xe đổ, xong ông đừng ông khóc ngon lành giống con nít vậy á. Cái em mới thấy hôm nay tội quá, cái em nghĩ là em làm cái gì đó cho ảnh vui. Tại vì gấp quá em không có mua được gì hết. Em mua bong bóng với lại nến với lại bánh choco pie rồi đó. Em về em thổi bong bóng xong rồi em sắp nến được khắp phòng vậy á. Xong em xếp cái bóng, cái bóc cái bánh choco pie ra, em xếp thành cái bánh sinh nhật, em cắm nến lên. Xong rồi ảnh thì ảnh nhậu xịn quá, cái ảnh ngủ rồi. Tới 12 giờ em đốt nến đốt đồ vô, xong rồi em chạy qua phòng ảnh, em kêu là anh trời ơi, phòng có con rắn kìa, anh chạy qua anh coi đi. Không, ngủ. Nằm ngủ, lôi kéo hay là bất cứ cái gì cũng không dậy hết. Bất tỉnh luôn à? Không phải, ảnh dậy. Nhưng mà giống như kiểu là ảnh đang buồn trong người á, nên là ảnh chỉ suy nghĩ là bây giờ ảnh buồn thôi. Ảnh không cần biết, em nói là anh qua đây đi, em có cái bất ngờ này cho anh. Cũng không dậy luôn, nằm yên vậy. Trời ơi, xong rồi cái em về phòng em ngồi im trong phòng, nến đồ bóng bay đồ. Em để im như vậy luôn. Ừ. Rồi còn cái tật xấu gì nữa không? Cái tật ông rất là thích con nít. Lúc mà cưới về em bị cái đau dạ dày á, nên là em ăn đồ ăn vô em hay bị ói ra. Em kêu wow hôm nay có bầu rồi hả. Em có một cái bài báo ở trên mạng á, viết là nếu mà mình hút thuốc với lại uống rượu bia nhiều là nó sẽ ảnh hưởng tới tinh trùng á. Anh trời, anh đọc xong anh sợ lắm. Anh sợ xong cái anh bỏ thuốc. Anh bỏ nhưng mà bỏ chắc đâu được 6 ngày á, cái anh hút lại. Vậy là không có kiên trì. Thích con nít mà thích hút thuốc, thích uống rượu nữa thì con nít nó không thích. Rồi bây giờ tới em đó. Dạ. À, vợ em có tật xấu gì không? Vợ em thì có nhiều tật xấu chứ. Lười biếng nè. Làm biếng là không dạ. chịu làm việc nhà đó đúng không? Dạ, nhiều khi bắt em làm việc nhà nữa cơ. Rồi nấu ăn được không? Nấu ăn dở lắm. Thích nấu ăn nhưng mà nấu ăn dở. Thích nấu ăn nhưng mà nấu ăn dở. Nấu chính vẫn là em, mà lại hay quên. Có lần đi vô rạy phụ mẹ,
xong cái tháo cái nhẫn cưới ra, cái để trên cái điện thoại, lát mấy đứa em nó phá, nó làm mất tiêu, mất luôn cái nhẫn cưới. Xong cái vô tình em lại lụm được. Cho em bào chữa đi chứ đoạn này em ức quá. Nếu mà nói đáng chí là anh đáng chí hơn, tại vì em quên đồ nhưng mà em toàn quên ở nhà em không à. Còn ảnh là bữa em nói rồi là đừng có la em nhiều, la nhiều là bị nghiệp báo, ảnh không có tin. Cái anh đi ăn sáng xong cái anh để quên cái điện thoại đó luôn, mà để quên xong tới chiều mới biết là mình mất cái điện thoại rồi à. Còn cái việc nhà là em nhộn được có đúng một lần. Nhờ là... em khui thì mới phát hiện ra thêm. Dạ. Có cái tật xấu là đổ thừa. Dạ đúng rồi, à, đúng à. Rồi. Bây giờ mong muốn chồng thay đổi cái gì? Chị mong muốn là chồng em bớt vô tâm hơn, với lại... thay đổi cái cách suy nghĩ á. Ừ, cưới về thì những cái chuyện mà giống như chuyện vui hay là chuyện gì đó mình không có cần thiết là phải lãng mạn hay là phải này kia kia nọ á, thì nên thay đổi cho tâm hồn nó trẻ một xíu. Nói chung là bớt mọi thứ đi, bớt vô tâm lại. Có bớt thương vợ luôn không? Còn chắc thì sao? Em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em cũng mong muốn là vợ thì siêng năng hơn, biết nghe lời chồng là tốt rồi. Em thì rất là nghe lời ảnh. Có một cái là mỗi lần mà cãi nhau lên là em chuyên gia làm ngược lại cái lý ý của ảnh. Là ví dụ nhà anh muốn em rửa chén em sẽ đi quét nhà đó, vậy mà kiểu nghe lời gì bảo ý là lúc cãi nhau sai cái đó lại. Là còn con nít đó. Hiện giờ là hai bạn này là cái tôi vẫn còn dữ dội lắm nè, chưa có chịu bớt cái tôi của mình đi để mà hòa nhập lại với nhau. Bây giờ các bạn bắt đầu mới thực sự là yêu nhau qua một cái sự cảm động trong cái chuyện mà cái cú sốc làm ăn mà mất tiền đó, đúng không nè? Yeah. Thì bây giờ mới là cái thời điểm các bạn đang tìm hiểu nhau một cách thực sự, cho nên cố gắng tìm hiểu và tìm tòi những cái ưu điểm của nhau. Và những cái khuyết điểm thì các bạn cứ tưởng tượng đi, đừng có bây giờ đừng có nghĩ là đã là vợ chồng rồi, mà hiện giờ hai người này đang tìm hiểu nhau, đang yêu nhau đó, để các bạn cố gắng là đừng có tạo ra nhiều những cái mà hiểu lầm. Muốn bớt cái tôi của mình lại thì phải dành nhiều buổi tối cho nhau đó ha. Dạ. Thì em bé sẽ xuất hiện nghe. Dạ. Cảm ơn hai đứa nha.